Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay, ba biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 theo âm lịch là hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Quý Mão, ngày này là ngày Kỷ Mùi tháng Ất Mão năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tức, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ giờ quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần vay ngủ hành ngủ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày kỷ mùi tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vay nạp âm thiên thượng hỏa kỷ tuổi quý sửu ất sửu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý Dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hỏi thành mộc cục xông với xíu, hình xỉu hải tý phá tuất và tuyệt xỉu về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh xỉu ất xỉu tuổi xung trong tháng tuổi kỷ dậu đinh dậu tân mùi tân xỉu và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng, sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao âm đức tốt mọi việc, sao mạng đức tinh tốt mọi việc và ngày hôm nay có sao tục thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao tam hợp tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc, sao ngũ hợp tốt mọi việc sau xấu trong ngày gồm có sau đại hao tự khí quan phú xấu mọi việc sau hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa độ mái sửa sang nhà cửa sau nhân cách xấu đối với giá thú khởi tạo về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023, chi tiết chính xác nhất nhé. Tử vi thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ năm này, người tuổi Tý lâm vào cuộc diện ngủ hành tí mùi tương hại nên sự nghiệp không may mắn, công việc chắc trở, khách hàng khó tính, đồng nghiệp thì ngấm ngầm hãm hại, muốn đặt điều nói xấu để vấy bẩn danh tiếng của bạn. Khuyên người tuổi tí nên giữ tấm lương thiện giữa xô bồ của công việc. Trong ngày cũng gặp thiên quan chiếu mệnh thì cẩn thận trong anh em họ hàng có đấu đá, xô sát, cái nhau. Một điều nhịn chín điều lành, cái gì mà nhịn được thì hãy cứ nhịn để gia đình yên ấm. Đi ra ngoài hôm nay đừng tham gia vào chuyện xã giao kẻo cái miệng hại cái thân. Thêm nữa, Vận trình hôm nay, người tuổi Tý cũng gặp thổ khắc thủy, nên tiền bạc cũng kém may. Tuổi này mà đòi nợ thì khó đòi, kẻ nợ tiền còn có thái độ xem nhẹ lời nói của bạn. Đặc biệt nếu có giao dịch tiền bạc hoặc mua đồ vật có giá trị thì nên tham khảo ý kiến người nhà trước. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử Vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, hơn thua một chút cũng chẳng hơn ai. Tử Vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy im lặng để tránh tổn thương người khác. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, nên nhờ tâm giữ lặng, mắt sẽ sáng. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, lãng quên giúp bạn giảm thiểu phiền não. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, nên học cách buông bớt những chuyện quá đau lòng. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 3 sao. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cắt tường nâu, trắng. Quý nhân phù trợ thìn, thân. Tử vi thứ 5, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, đi làm gặp nhiều áp lực, buồn bã do ảnh hưởng từ tương hình. Tâm bạn lương thiện nhưng tính tình lại quá thẳng thắn, không thích chịu thua ai nên hay làm mất lòng người ta. Đi làm đôi khi nên khéo léo một chút để có lợi cho mình. May mắn, hôm nay người tuổi Sửu gặp được thực thần độ mệnh nên các mối quan hệ vẫn giữ được sự ôn hòa. Tuổi này lúc làm việc thì khó tính, nhưng đi ra ngoài cực kỳ niềm nở, vui vẻ với mọi người. Tính bạn hay giúp người, được lòng người lớn tuổi, tốt bụng với bạn bè khi họ gặp khó khăn. Trong ngày cũng có cuộc diện hai hành thổ tương hòa, gánh bớt phần nào đen đủi cho bạn. Tiền bạc đủ ăn đủ tiêu, bạn tự làm tự ăn không phải ngửa tay xin ai một đồng nào cả. Người tuổi Sửu có bản lĩnh làm chủ túi tiền của mình, nay sẽ không bị rơi vào tình cảnh éo le. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Đôi khi nên bỏ qua khuyết điểm của người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy, cơ hội đang chờ đón những người mạnh mẽ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa, có một số người nên quên, thì hãy quên đi. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ, nghĩ nhiều thì đau đầu, nhớ lâu thì đau lòng. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc, bạn chỉ biết nghĩ về gia đình các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cam, xanh lá. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, Tử vi thứ năm, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Hôm nay, người tuổi dần có vận trình nửa hung nửa cát vì gặp chính ấn chiếu mệnh. Bạn thông minh, rộng lượng nhưng làm việc lơ là, thiếu tập trung hay bị sao nhãng bởi những chuyện bên ngoài nên hiệu quả công việc không cao. Nên phấn đấu và học hỏi nhiều hơn mới có thành tích. Cục diện ngũ hành mộc khắc thổ, ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện tình cảm. Nữ tuổi dần thì nóng tính, hay cầu nhau khiến không khí gia đình căng thẳng, con cái không nghe lời cha mẹ. Nam tuổi này thì bận rộn, đôi khi tham công tích việc mà bỏ bê gia đình. Tiền bạc đối với tuổi này có vai trò cực kỳ to lớn, nhưng đôi khi cũng vì tiền mà bạn cày quốc bán sống bán chết. Làm gì thì cũng nên nghĩ tới sức khỏe của mình, ăn ngủ điều độ. Ngày hôm nay, người tuổi dần nên mua những thực phẩm bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, lớn rồi, bớt trình bày về cuộc đời mình lại. Tử Vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa, đôi khi nói nhiều cũng chỉ khiến thiên hạ chê cười bạn. Tử Vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ, im lặng và cố gắng là tốt nhất hôm nay. Tử Vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc, đừng mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình. Tử Vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim, bạn nên biết trên đời không có thứ gì là mãi mãi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, hồng. Quý nhân phù trợ. Ngọ, hợi. Tử vi thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi nâng đỡ, cho nên người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong công việc ngày thứ năm này. Bạn được mọi người tin tưởng và yêu mến, kinh doanh đắt khách hay được khách khen ngợi. Các bạn trẻ phải thi cử, người làm công ăn lương cũng có tin vui nho nhỏ. nhỏ nhưng mặt xấu nhất trong ngày là chuyện tình cảm. Mộc khắc thổ, nên người tuổi mão lận đận tình duyên, yêu đương hay bị gia đình phản đối. Người có gia đình thì lạnh nhạt, hay có lời qua tiếng lại với người mình đang chung chăn chung gối. Thiên ấn lâm vận, nên tuổi mão có được sự thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn trong chuyện kiếm tiền. Thế nhưng hôm nay nhiều người đầu tư tiền bạc không đúng chỗ, làm mà không hưởng được, vất vả bòn mót từng đồng tiền không có thời gian thở. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng chính mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Chẳng ai tốt với bạn như cha mẹ của bạn cả. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Đừng quan tâm người ta nói gì về bạn. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Nên sống làm sao cho mình được hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Nếu là người một nhà, Thôi đừng làm khổ nhau nữa. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Tử vi thứ năm, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi thìn. Bước sang ngày thứ năm này, người tuổi thìn có thương quan chiếu mệnh nên đi làm cần cẩn thận rất dễ bị mất việc, mất khách làm ăn hoặc bị đối tác từ chối, thi cử khó khăn. Nếu đang làm việc gì thì cứ tiếp tục làm việc đó đi, không nên tham lam đứng núi này trông núi nọ, kết quả không tốt về chuyện tình cảm lại có được sự ôn hòa nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn bạn đau ốm mệt mỏi mà vẫn có người tận tình chăm sóc cho bạn chính là hạnh phúc rồi đó người tuổi thìn tuy không giàu có nhưng được cái tâm luôn hướng thiện nhờ vậy mà mặt tiền bạc cũng giảm bớt xui xẻo phần nào bạn không cần phải đau đầu về vấn đề tiền bạc tuy nhiên bạn cũng cần để ra một khoản tiết kiệm riêng cho mình phòng lúc ốm đau cầu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả về sau. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, ở tuổi này rồi không cần lấy lòng ai cả. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, bạn bao dung với người khác mới khiến lòng an lạc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, người nuôi dưỡng lòng hận thù, chỉ tự chuốc lấy sầu não. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy, bạn ăn ở lương thiện nên hay được người ta giúp đỡ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 5 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, dậu, tí. Tử vi thứ 5, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày dự báo, con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ gặp tam hội nâng đỡ, nên bạn nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những khó khăn trong thời gian qua đều được giải quyết triệt để. Thậm chí người làm công nhân, viên chức công chức sắp tới còn có người giúp đỡ, để nhân đôi nhiều cơ hội mới thăng tiến. Trong ngày cũng gặp được hỏa sinh thổ, nên tình duyên bớt được lận đận, người độc thân sốt ruột tìm người yêu nên nhờ người lớn mai mối, cơ hội thành công hôm nay khá cao. Tình yêu và hôn nhân như ý, đối phương luôn ủng hộ và tin tưởng ở bạn. Nhưng bản mệnh tuổi tỵ cũng gặp kiếp tài án ngữ, thì nên cẩn thận chuyện tiền nong. Nếu có kế hoạch kinh doanh, đầu tư tiền bạc, hãy tham khảo ý kiến của người ấy để được lời khuyên hợp lý nhất. Tiền bạc là vấn đề khá nhạy cảm nên bạn cần giải quyết thật khéo léo. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, những chuyện liên quan đến tiền bạc nên cẩn thận. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, sống đừng kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đừng bao giờ lo sợ trước tương lai. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Nay bạn sẽ gặp người từng ghét cay ghét đáng bạn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Bạn quá bận tâm cái nhìn của người khác. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 5 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, xanh dương. Quý nhân phù trợ, sửu, dậu. Tử vi thứ 5, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Xem tử vi cho thấy, hôm nay, người tuổi ngọ có được tam hội nâng đỡ, nên công việc cũng đỡ vất vả đi phần nào. Bạn có thời gian để nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng. Đi làm có người giúp đỡ, những cố gắng của bạn bấy lâu nay cuối cùng cũng có người nhìn thấy. Nhờ ngũ hành hòa sinh thổ tương sinh, nên gia đình yên ấm, con cháu bình an khỏe mạnh. Tuổi này nên tận hưởng thời gian trong ngày hôm nay để ở bên cạnh gia đình hoặc người mình yêu để cảm nhận niềm vui và sự ấm áp. Nhưng tỷ kiên chiếu mệnh thì vận tài chính của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay lại không mấy thăng hoa, có điểm tranh cãi cướp giật tiền bạc. Đi ra ngoài nên cẩn thận bảo vệ tư trang của mình kẻo kẻ gian lấy mất, hôm nay không nên đem theo nhiều tiền mặt khi đi ra đường. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử Vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, bạn không lo cho mình thì ai lo. Tử Vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, không nên sống theo lời nói của thiên hạ. Tử Vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, đời ngắn đừng buồn phiền vì những chuyện vu vơ. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, giữ tâm bình thản chuyện gì cũng qua. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, đừng nghe ai hãy chỉ nên nghe bản thân mình thôi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. Tử vi thứ 5, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Bước sang ngày thứ 5 này, người tuổi mùi được thực thần trợ mệnh nên cực kỳ bản lĩnh trong công việc, gặp khó khăn gì cũng có thể xoay sở được. Học một biết mười, tiếp thu nhanh, thông minh, sáng tạo. Người nào đi xin việc hôm nay cũng sẽ gặp may mắn, hành thông. Vận trình trong ngày có hai hành thổ tương hòa, giúp những mối quan hệ ngoại giao của mùi xuân sẻ, ra ngoài ăn nói khéo léo, về nhà biết giữ cho gia đình hạnh phúc. Tình duyên chưa tới thì bạn có thể chủ động, năng nổ hơn trong các mối quan hệ nhé. Và ngày thứ năm này, người tuổi mùi có báo hiệu tài chính ổn định, nhiều khoản nợ sắp tới đây sẽ được thanh toán. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không phải lo sợ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Năng nhặt chặt bị, người siêng năng thì không sợ đói. Câu quyết cho các tuổi mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Hạnh phúc hay khổ đau là do bạn tự tạo ra. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Dù nghèo nhưng vẫn giữ được tâm lương thiện. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Chăm làm việc thiện sẽ có thêm nhiều may mắn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, càng lớn tuổi càng thích đơn giản. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp: đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 4 sao giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đỏ đô. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi thứ 5, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Xem tử vi cho thấy, trong ngày có ngũ hành thổ sinh kim, nên công việc của người tuổi thân giảm bớt những khó khăn, nếu chịu khó thì bạn tìm được người hợp tác rất đáng tin cậy, đôi bên làm việc với nhau rất suôn sẻ và tốt đẹp. Bạn được quý nhân che chở nên đi công tác hay làm ăn xa đều bình an, may mắn. Về tình cảm bình ổn, bạn không còn hơn thua với mọi người xung quanh. Người tuổi thân biết quan tâm đến bản thân và sống cho những người yêu thương mình nhiều hơn. Bạn học được cách bỏ ngoài tai những lời thị phi đồn đoán vớ vẩn về mình. Hôm nay người tuổi thân có chính tài trợ vận, nên tiền bạc cứ thế mà vào ào ào. Người kinh doanh, buôn bán có khách tự tìm đến cho tài lộc, không cần chiêu trò để trèo kéo khách. Đang đầu tư tài chính thì hôm nay có dấu hiệu khởi sắc. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, đừng quá phụ thuộc vào một ai đó. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, đôi khi có những việc không thể theo ý mình. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, vì bận lòng nên bạn mới hay đau khổ. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, đừng nỗ lực chỉ để vì cố hợp ý người khác. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cắt tường: bạc, cam cháy. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ. Tử vi thứ năm, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, gặp thiên tài trợ mệnh nên có được sự thông minh và nhạy bén, có đầu óc làm ăn, nhưng chưa gặp thời, nhất là những bạn trẻ. Đôi khi bạn sống quá thoáng nên đi làm dễ bị người ta lợi dụng, ăn chặn, cướp công, gây ước chế, phẫn nộ. Điểm sáng nhất trong ngày là đường tình duyên, nhờ thổ sinh kim, thay vì sống trong mắt người khác bằng vẻ đẹp bên ngoài, hãy sống trong tim người khác bằng tất cả yêu thương cho đi. Tuổi dậu có tính tình vui vẻ nên được mọi người yêu mến, ra ngoài hay có thêm nhiều bạn mới. Về phương diện tài lộc, tiền bạc của người tuổi dậu hôm nay có được sự may mắn, nhiều bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, y dược sẽ được lộc. Con giáp này có thêm nguồn thu dồi dào, cả nguồn thu chính và phụ, hứa hẹn đều có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, bạn càng cho nhiều thì bạn càng có nhiều. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa, đừng tiết kiệm cho bản thân quá mức. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ, người muốn thành công phải có lòng tin. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, hiểu được mình át sẽ hiểu được người. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng chanh. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn. Tử vi thứ 5, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, bước sang ngày thứ 5 này, người tuổi Tuất lâm cục diện tương hình, nên công việc chịu nhiều áp lực, mệt mỏi. Gần đây một mình người tuổi Tuất phải gồng gánh nhiều áp lực, một mình làm rất nhiều việc. Khả năng làm việc giảm sút làm ảnh hưởng đến các đồng nghiệp. Hãy tập trung cao độ vào các nhiệm vụ được giao. Cục diện hai hành thổ tương hòa, lại xoa dịu đi mệt mỏi cho tuổi Tuất, nhờ tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Gần đây giữa các đôi đang yêu không có vấn đề gì lớn xảy ra, rất bình yên. Mối quan hệ xã hội mang đến một số cơ hội cho bạn vấn đề giao tiếp góp phần vào thành công sau này. Trong ngày cũng gặp thương quan chiếu mệnh, đem lại căng thẳng trong vấn đề tiền bạc. Tuổi này biết làm ăn nhưng chưa tìm được người phù hợp để hùn vốn, làm ăn chung hay có tranh cãi. Vấn đề tiền bạc chính là nguyên nhân của những rắc rối. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, bận lòng chi những thủ hận vu vơ. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, hãy ngưng tự chỉ trích bản thân theo hướng tiêu cực. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, bạn nên tử tế và lạc quan với chính mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, đến tuổi này rồi rất lười lấy lòng người khác. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm đánh giá đạt 4 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cắt tường: nâu, xanh nõn chuối. Quý nhân phù trợ: ngọ, dần. Tử vi thứ 5, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi cho thấy, trong ngày thứ năm này, người tuổi hợi có tin vui đưa tới, nhờ chính quan trợ vận. Con giáp này có tài và cơ hội thể hiện năng lực bản thân đã đến, khẳng định vị trí hiện tại của mình là hoàn toàn xứng đáng. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán được khách hàng yêu quý. Tuy nhiên mặt tình cảm của người tuổi hợi hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, do có thổ khắc thủy. Người độc thân dù có nhiều đối tượng theo đuổi nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động, kén cá trọn canh. Nhiều người có gia đình thì đau đầu vì con cái, mọi sự lo lắng đều đổ dồn về bạn. Người tuổi Hợi hôm nay nên biết đủ thì có lẽ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy nhiên bạn vẫn còn hay hơn thua, so bì tiền bạc với những người xung quanh nên khổ tâm. Đầu óc mệt mỏi vì chữ tiền là do bạn suy nghĩ quá phức tạp. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử Vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, vẻ bề ngoài không còn quan trọng với bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, cảm thấy mệt mỏi khi nhắc đến tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, đừng tạo áp lực cho người thân của bạn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đôi khi nên học cách buông bỏ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, hồng nhạt. Quý nhân phù trợ, mùi, mão. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.